Cái này phải rơi vào gần 1 cân. Dạ vâng, chào toàn thể các bác. Thì nay em lại tiếp tục đi bẫy chuột về cho ông ăn đây. Thì cái cạm em sử dụng là cái cạm bán nguyệt răng cưa cải tiến này. Đấy, và một cái mẫu cạm kiềng. Thì đây là cái bẫy đầu tiên thì em đặt ở cái khu vực đồng lúa đây. Thì đánh cạm bán nguyệt thì nó tiện. Còn cách thức đánh thì rất là đơn giản thôi. Đấy, không biết các bác nuôi ong bầu vẽ thì cho ăn bằng mồi gì. Còn em thì bây giờ em chuyển đổi sang là cho ăn mồi chuột. Cho ăn mồi chuột thì nó rất là rẻ. Cái thứ hai nữa là mình đi đánh được. Đấy, nó không phải mất tiền mua như những cái thực phẩm khác. Thì để đánh cái cạm bán nguyệt này thì nó cũng đơn giản thôi các bạn. Đấy, gài hơi bớm bớm một chút thì con chuột nó vào nó ăn thì nó sẽ bị dính. Còn về cách đánh thì cái này không phải dây buộc nha các bác nhé. Cái này thì cạm này nó có răng cưa rồi. Nó sập một phát là nó sẽ chết. Em sẽ đặt kiểu như thế này. Đặt như thế này lấy đất vun vun nó vào. Ít rồi đấy. Để con chuột nó khi nó đến nó ăn thì nó sẽ không bị sợ. Đấy, như vậy là xong một chiếc rồi. Đấy, bây giờ tiếp tục em đi đánh những cái cạm kiềng và cạm bán nguyệt. Thì những cái chỗ nào nó thoáng như chỗ này thì em sẽ quay cho các bác cùng xem. Tiếp tục em đánh cái cạm kiềng này các bác này. Cái cạm kiềng này thì em sử dụng cái cạm 14cm. Đấy thì video trước thì em cũng giới thiệu cho các bác rồi. Đấy, cái cạm này đánh chuột rất là bén nha các bác nhé. Đấy thì về cái chất cạm thì nó được làm bằng thép. Về đi đánh ở ngoài thì rất là ok. Đấy, nhiều cái đĩa nó hơi bị vênh thì chỉnh thì nó lại vuông. Đấy, rất là vuông. Đấy thì đặt như thế này. Thì khi con chuột nó bước vào cái đĩa này thì cái cạm nó sẽ kẹp lại. Để đánh rất là dễ. Đấy thì đánh cái con chuột này cũng không cần ngụy trang kỹ lắm nhé các bác nhé. Đấy, không phải như đánh cầy. Rắc thêm một ít đất lên nữa là được. Đấy, như vậy là đã xong rồi nhé các bác nhé. Đấy thì do cái địa hình nó rậm rạp này. Thì em sẽ không tiếp tục quay được nữa. Bởi vì hai anh em đi đánh thì cố đánh lốt mấy chục cái cạm để mai lấy chuột về cho ông ăn. Thì cũng muốn đánh nhanh để về cho sớm. Sáng mai 7 giờ em sẽ đi thăm cạm và xem được cái thành quả thì em sẽ quay lên cho các bác cùng xem nhé. Bây giờ là 7 giờ sáng này. Đấy, cái bẫy đầu tiên thì được một con này các bác này. Nhưng mà con này lại chết này. Chắc mùa nóng quá sập thì nó bị căng chân, nó rơi từ trên kia xuống, nó dãy dụa ở dưới đây thì nó chết. Con này là chuột, đây là chuột cống nhung các bác nhé. Đấy, con này thì lát nữa thì về em sẽ thịt ra cho ông ăn. Đấy thì bây giờ em gỡ con chuột này ra và tiếp tục đi thăm những cái bẫy tiếp theo nha các bác nhé. Đây là cái bẫy thứ hai này. Thì cái bẫy này sập được rồi thì bị con gì đã ăn mất đây này các bác này. Đấy, các bác làm thợ bẫy thú rừng lâu năm thì cho em hỏi là đây là cái con gì nó ăn cái con chuột này. Nó ăn hết phần ruột nha các bác nhé. Đây, ăn cả phần đầu luôn. Nhìn kinh quá. Bây giờ thì em gỡ cái con này ra và tiếp tục đi thăm những cái bẫy tiếp theo các bác nhé. Đến cái bẫy cạm kiềng tiếp theo thì được một con nữa rất là to các bác nhé. Con này thì vẫn sống rồi. Không, con này cũng chết rồi. Thời tiết trời nắng nóng quá các bác ạ. Đánh thì nó hay bị chết quá. Con này khá là to đấy. Con này là bị sập vào hai chân này. Hai chân thì nó cũng đau. Với cả cái thời gian này là chuột nó đang có con nha các bác nhá. Bụng nó to. Đấy, khi kẹp vào thì nó sẽ không thở được. Nó bị tắc bụng thì nó chết. Đấy, mổ ra con nào cũng đang có con này. Đấy, bây giờ thì em sẽ xuống khu vực bên dưới đây thăm tiếp những cái bẫy tiếp theo.
Tiếp tục lại dính một cái cạn nữa. Nhưng mà cái này thì con này lại cũng chết các bạn. Rất là phí. Con này sập vào đầu. Chắc là đất mới em ngụy trang lên trên cái lá nó tưởng là mồi ăn. Cái cạn này đánh rất là hiệu quả các bác nhé. Cái cạn cuối cùng này các bác này. Cái cạn này đánh cuối cùng thì lại được một con rất là to. Con này sống nha các bác nhé. Con này phải rơi vào gần 1 cân. Đây này các bác này. Sập vào cả chân trước chân sau. Thì cạm 14 này nó mới thì nó cái độ bật của nó rất là mạnh. Rồi đấy thì đây cũng là cái cạm cuối cùng rồi. Thì về còn cái thành quả thì em sẽ bỏ ra và giới thiệu luôn về cái mẫu cạm này cho các bác cùng tham khảo. Đây là cái thành quả của cái buổi đi đánh chuột cho ông ăn này các bác này. Thế thì các bác xem cái mô hình nuôi ong của em thì cũng biết rồi, rất là nhiều. Và bây giờ cái nguồn thực phẩm thì nó khá là đắt đỏ. Để bỏ một chút thời gian ra và sử dụng những cái mẫu cạn như thế này thì đánh được những cái con chuột như thế này. Để cho ong ăn thì giảm tải cái tiền mình bỏ ra để mua thực phẩm cho ong ăn. Đấy, bác nào mà xem thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho em. Để em tiếp tục ra những cái video hay hơn. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.